Rất có thể khi chủ nhà và tên giết người trong lúc giằng co với nhau, đã sơ ý sẽ đánh trúng người này. Nam Phong Soan ra chỗ đất nước. Khoan đã, đã tìm được đồ bó, anh ta phải đi nhà. Vậy chúng ta suy diễn đi. Ở đây làm gì không? Không có gì. Lục Quang, tiếp tục coi còn có gì không? Nó mà, thế nào rồi? Dựa theo mức độ đông tụ của mình. Thank you.